Rin-u biết được bộ mặt giả dối của Shin-hee thì vô cùng tức giận mà tát cho cô ta một cái. Anh đem tất cả sự thật về Shin-hee nói với mẹ mình. Mẹ anh không những không tin mà còn cho rằng Si-young là một cô gái tâm cơ, lại đổ hết trách nhiệm lên người Shin-hee. Người bố cho rằng con trai có phúc mà không biết hưởng. Với được một gia đình như thượng nghị sĩ khiến biết bao nhiêu người phải ghen tị. Rin-u tức giận bố mình vì đem chuyện hôn nhân cả đời anh để đổi lấy lợi ích làm ăn. Đây là lần đầu tiên anh cãi mẹ mình. Chẳng lẽ hôn nhân của anh lại không bằng công việc làm ăn hay sao? Anh chỉ muốn lấy được người mà mình yêu thật lòng thôi. Anh muốn theo đuổi cái gọi là hạnh phúc thực sự thì có gì là sai hay sao? Anh chắc chắn sau này sẽ lấy Si-young làm vợ. Mẹ thấy con trai ngỗ ngược không nghe lời như vậy nên nhất thời không khống chế được bản thân mà tức giận đánh anh một cái thật mạnh. Bây giờ con lại vì một đứa con gái mà đến bố mẹ mình cũng không cần nữa đúng không? Vậy thì ta cũng không cần có đứa con như con. Rin-u tức giận quay người rời khỏi nhà. Sau đó anh lập tức gọi điện đến nhà Si-young và phát hiện cô ấy đã đến nhà người cô rồi. Anh tìm đến người bạn thân nhất của Si-young rồi mong có thể giúp anh hỏi vị trí nơi cô đang ở. Khi đang nói chuyện thì anh mới biết được Si-young vì để tránh né anh nên đã chịu đựng đau khổ rất nhiều. Eun-sang biết tất cả những gì Shin-hee đã làm đều không công bằng đối với Si-young. Eun-sang miệng nhanh hơn não nên vô tình nói ra chuyện Si-young thi hộ đại học cho Shin-hee. Điều này khiến Rin-u càng sốc hơn nữa. Không ngờ rằng Shin-hee đến thi đại học cũng là thi hộ. Anh thực sự sợ hãi con người hai mặt như Shin-hee. Biết được Si-young vì mẹ mà đã phải chịu khổ rất nhiều khiến bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng đến bên Si-young và ôm lấy cô. Bên phía Shin-hee thì sau khi bị tát thì cô luôn tuyệt thực. Từ miệng mẹ Si-young thì Shin-hee vô tình biết được Si-young đã đến nhà của người cô để đón Tết. Vì để Rin-u và Si-young không làm lành được nên Shin-hee đã tìm đến Sung-chae. Cô ta lấy công việc ra để thuyết phục anh giúp mình nốt lần này. Cô bảo anh ta hãy về nhà người cô của Si-young ở dưới quê rồi trò chuyện vui vẻ cùng Si-young để tăng thêm tình cảm. Nhưng Sung-chae cũng không phải thằng ngốc nên cảnh cáo Shin-hee nếu lần này còn lừa mình thì anh ta sẽ nói hết mọi chuyện từ trước đến nay cho bố của Shin-hee biết. Rồi đem tất cả những chuyện mà cô đã làm thông cáo với báo chí. Sau đó Shin-hee liền đưa lộ phí đi đường cho Sung-chae để anh ta đi tìm Si-young trước. Sáng sớm hôm sau Rin-u đã đến được nhà người cô của Si-young. Đi theo chỉ dẫn của người cô thì cuối cùng anh cũng tìm được hình bóng quen thuộc mà mình vẫn hằng mong nhớ. Anh xúc động gọi to tên của Si-young. Si-young còn cho rằng mình đang bị ảo giác. Cô không ngờ rằng Rin-u thật sự đã xuất hiện trước mặt mình. Những lời bộc bạch của Rin-u thực sự đã làm trái tim Si-young lay động. Cô không muốn vì bản thân mình mà Rin-u và mẹ phải vất vả. Nước mắt cô không thể ngừng rơi xuống. Lúc này Rin-u kéo cô lại. Si-young, anh hỏi em, sau này em sẽ không hối hận chứ? Sau này em thực sự sẽ không nhớ anh nữa sao? Sau này em sẽ hạnh phúc chứ? Từng lời từng chữ hằn vào trái tim Si-young khiến cô không thể không muốn quay lại. Khi Si-young thấy Rin-u khóc và nói anh yêu em thì cô đã không thể chịu được nữa mà ôm lấy người con trai thâm tình này. Anh yêu em không nhìn ra sao? Anh biết là em cũng yêu anh. Em không cần phải đánh lừa bản thân. Chúng ta đều yêu sâu đậm đối phương như thế thì tại sao lại cứ phải chia tay chứ? Si-young cuối cùng cũng thừa nhận tình cảm thật lòng của mình. Cô thật sự rất nhớ Rin-u. Sáng sớm hôm sau Si-young và Rin-u tạm biệt người cô. Còn Sung-chae vẫn đi hỏi khắp nơi địa chỉ nhà của cô Si-young. Cuối cùng anh lại phát hiện hai người họ đã rời đi rồi. Hai người tình cảm mặn nồng bên nhau không cần làm gì cả mà trong mắt chỉ có nụ cười của hạnh phúc. Rin-u đưa Si-young về nhà rồi sau đó anh đến khách sạn thuê phòng. Bố anh biết lần này con trai đã quyết tâm vì thế liền đến khách sạn tìm anh tâm sự. Anh lần nữa khẳng định Si-young không phải kiểu người mà Shin-hee vẫn nhắc đến. Cô ấy là một cô gái vô cùng dịu dàng và xuất sắc. Anh hy vọng bố có thể gặp Si-young để có thể hiểu được cô ấy. Nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết của con trai nên ông đã đồng ý với thỉnh cầu của anh. Rin-u lịch sự đến thương lượng với Si-young. Anh sẽ đến chào hỏi bố mẹ của Si-young trước. Ngày hôm đó Rin-u mua hoa và quà đến nhà của nghị sĩ. Mẹ của Shin-hee nhìn thấy Rin-u vui vẻ nên tưởng rằng anh đến nhà mình để xin lỗi. Không ngờ rằng anh lại quay người đi về phía nhà của Si-young. Si-young chuẩn bị đến gặp bố chồng tương lai. Nhưng cô vừa ra khỏi cửa đã bị bạn trai cũ bắt cóc. Hóa ra trước đó Sung-chae đã gặp mặt Shin-hee rồi hỏi về việc cô ta đã tìm việc cho anh chưa. Shin-hee trách anh ta làm việc tắc trách nên bây giờ Si-young còn sắp gặp cả bố chồng tương lai rồi. Việc không làm xong mà còn mặt mũi đến hỏi cô công việc sao? Shin-hee cố tình chọc tức Sung-chae bằng lời nói. Tôi với anh, hai người chúng ta, tất cả chúng ta đều thua Si-young. Nhưng Sung-chae không muốn tiếp tục làm bảo an nữa. Anh chỉ trông chờ vào người phụ nữ trước mặt để có được địa vị mà thôi. Khi về đến nhà thì anh ta giận dữ vùng nắm đấm. Đột nhiên anh nghĩ ra cách khiến hai người họ phải chia tay. Người đàn ông xấu xa liền nở một nụ cười ác độc. Sung-chae đến trước cửa nhà Si-young rồi chân thành xin lỗi cô. Còn đề nghị sẽ đưa Si-young đến nơi hẹn hò. Nhưng Si-young sẽ không tin tưởng người đàn ông này nữa. Cô từ chối ngồi lên xe của Sung-chae nên anh ta lập tức buông lời đe dọa. Nếu Si-young không lên xe thì bất luận Si-young đi đâu thì anh ta cũng sẽ đi theo cô đến cùng. Si-young sợ hãi trước lời đe dọa của Sung-chae. Nhưng vừa lên xe thì Si-young phát hiện Sung-chae đã đi sai đường. Khi Si-young định mở cửa xe thì Sung-chae lập tức trưng ra bộ mặt dữ tợn. Anh ta đưa Si-young đến nơi hẻo lánh rồi muốn làm chuyện đồi bại với cô. Chỉ cần Si-young thất thân thì gia đình quyền quý như nhà Rin-u sẽ không bao giờ chấp nhận một người con dâu như thế. Cha nam vì muốn được có địa vị trong xã hội mà việc xấu xa gì cũng dám làm ra. Sung-chae vừa cởi áo khoác vừa nói với Si-young rằng bố của anh ta vì không có tiền chữa bệnh, anh ta chỉ có thể trừng mắt nhìn ông chết đi trên giường bệnh.
Vì thế anh ta biết rằng tiền rất quan trọng. Đột nhiên Si-young thay đổi khuôn mặt của cô ấy. Sung Che đột nhiên bị cô nắm thóp. Xin đừng lấy bố anh ra làm cái cớ. Đừng tùy tiện nói với mọi người xung quanh anh là con của ông ấy. Sung Che chợt lặng người khi nhớ về cha mình. Anh ta quát lớn Si-young hãy cút khỏi đây. Ở phía bên kia thì gia đình Win-u vẫn luôn chờ đợi Si-young đến. Si-young đau lòng chạy trên con đường nhỏ. Cuối cùng cô vẫn lỡ hẹn khiến bố mẹ Win-u tức giận rời đi. Còn Si-young không biết bản thân đã đi bao lâu thì cuối cùng nhìn thấy bốt điện thoại công cộng. Cô lập tức gọi điện cho Win-u. Khi hai người gặp mặt thì Win-u thấy quần áo trên người Si-young lộn xộn. Hơn nữa một chiếc cúc trên áo cũng không thấy đâu. Si-young đã khóc và kể chuyện của mình. Win-u nghĩ rằng Shin-hee đã làm ra trò này. Sau đó anh tìm đến Shin-hee một cách giận dữ và nói với cô ta. Có phải cô đã sai Sung Che đi bắt cóc Si-young không? Cô có biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không? Cho dù Shin-hee có giải thích như thế nào thì Win-u cũng không hề tin. Anh nhất định sẽ khiến Shin-hee phải chịu hình phạt thích đáng trước pháp luật về hành động của mình. Đối mặt với sự hiểu lầm lần này với bố mẹ chồng tương lai nên Si-young không còn nể nang Shin-hee nữa. Si-young hẹn gặp Shin-hee. Shin-hee có chút cảm thấy tội lỗi. Nếu cô không nói là tôi trong sạch thì tôi sẽ đem chuyện thi hộ đại học cho tất cả mọi người biết. Cái gì cơ? Đây không phải đe dọa cô. Sau này tôi sẽ không nhẫn nhịn cô nữa. Shin-hee hiểu được hậu quả mà Si-young nói. Nếu như chuyện thi hộ bị truyền ra ngoài thì chức nghị sĩ của bố cô sẽ không thể giữ nổi. Ngày hôm sau Shin-hee liền tìm đến mẹ của Win-u và thừa nhận tất cả lỗi lầm của mình. Mẹ Win-u kinh ngạc. Bà luôn tưởng rằng Shin-hee là đại tiểu thư quyền quý nhưng không ngờ rằng cô ta lại là tiểu nhân hẹp hòi. Sau đó Si-young đã gặp mặt được bố mẹ chồng tương lai. Cách nói chuyện và tính cách của Si-young khiến bố của Win-u hài lòng. Cuối cùng họ đã đồng ý về một mối quan hệ giữa hai người. Cả hai ôm nhau đầy xúc động. Tình yêu của họ cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng. Win-u hạnh phúc hình dung cuộc sống tương lai. Mọi thứ thật ngọt ngào và đẹp đẽ. Nhưng không ngờ những ngày sau đó có một chuyện lớn đã xảy ra. Sung Che không ngừng đến tìm Shin-hee làm phiền cô rồi muốn cô ta tìm công việc cho anh. Shin-hee không còn cách nào khác đành phải nói chuyện này với bố. Nghị sĩ vô cùng thất vọng với đứa con gái này. Nhưng ông cũng không thể đứng nhìn con gái bị làm phiền liên tục như vậy. Vì để giúp con gái giải quyết cái phiền phức này nên ông đã tìm người đến dạy cho Sung Che một bài học để anh ta không dám đến làm phiền Shin-hee nữa. Ông muốn đe dọa Sung Che cẩn thận với người mẹ còn ở quê. Nhưng nghị sĩ đã đánh giá thấp năng lực của tên tiểu tử này. Bởi vì bây giờ Shin-hee không còn khả năng chia tách hai người họ nữa nên cô muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến Win-u và Si-young. Còn Win-u cũng biết sự việc này không liên quan gì đến Shin-hee. Anh xin lỗi vì những lời cay nghiệt mà mình đã nói ngày hôm đó. Họ quyết định bỏ qua quá khứ và từ nay không còn dính dáng gì tới nhau. Shin-hee đề nghị dùng xe mới của cô để đưa họ về nhà. Nhưng đột nhiên điện thoại rơi xuống chân. Khi Shin-hee nhặt điện thoại lên. Shin-hee à. Sau khi Shin-hee tỉnh lại thì phát hiện Win-u bị hất văng bên lề đường. Còn Si-young cả người là máu không còn động đậy. Shin-hee cho rằng cả hai người họ đã không qua khỏi. Vì để thoát khỏi tội trạng nên cô ta đã giả mạo hiện trường rồi đổ hết mọi tội lỗi lên người Si-young. Được rồi, tập 4 đến đây thôi. Mời các bạn bấm theo dõi để không bỏ lỡ tập sau nhé.